Bệnh glaucom thứ phát cườm nước do corticoid là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa không hồi phục ở những người bệnh sử dụng corticoid kéo dài. Nếu trước đây phương pháp phẫu thuật điều trị truyền thống thường có tỷ lệ thất bại cao, thì giờ đây người bệnh đã có cơ hội điều trị thành công và an toàn hơn nhờ vào phương pháp mới tên là phẫu thuật mở góc tiền phòng kết hợp rửa góc tiền phòng. Đây là một giải pháp do các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu suốt nhiều năm liền nhằm cứu chữa cho bệnh nhân của mình. Mắc bệnh vẩy nến từ năm lớp 3, nhưng điều trị Tây y không hiệu quả. Gia đình bệnh nhi này đã cho em sử dụng thuốc Đông y để cải thiện. Dùng thuốc trong gần 7 năm trời mà không biết có thành phần corticoid đã khiến em mắc thêm căn bệnh glaucom thứ phát. Bệnh tình của em chỉ được phát hiện khi đã bước vào giai đoạn cuối, làm một bên mắt bị hư hoàn toàn và bên còn lại bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Mới đầu cháu nói là mờ mắt. Thì gia đình cũng đi khám ở huyện á, thì khám thì nói là bị cận độ mấy vậy đó, thì cũng cắt kiến đo. Sau là cháu mới học tới năm lớp 10 đầu năm nay, cháu mới nói là mờ mắt nữa. Thì khám á, thì mới phát hiện ra là cháu đã bị do cái thuốc đó, điều trị thuốc đó là nó lâu dài là nó đã ảnh hưởng tới mắt nè. Hiện nay á, tình trạng glaucom do corticoid á, thì càng phổ biến. Bệnh nhân thường là đến khám với giai đoạn rất là nặng, bởi vì bệnh lý hoàn toàn không có triệu chứng, cho nên khi bệnh lên đến mình ở giai đoạn coi như là gần như là thị lực đã coi như là mất, gần mất hoàn toàn, và thị trường cũng thu hẹp thành hình ống. Với những bệnh nhân glaucom sử dụng phương pháp điều trị truyền thống, thời gian điều trị thường kéo dài và phương pháp này cũng dễ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe thị lực của người bệnh. Thậm chí là nhiều bệnh nhân phải phẫu thuật đến lần 2, lần 3 để có kết quả điều trị tốt hơn. Để cải thiện tình trạng trên thì Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã dày công nghiên cứu suốt 4 năm trời cho ra một phương pháp điều trị mới giúp mang đến nhiều lợi ích cũng như là kết quả điều trị hiệu quả hơn cho người bệnh. Phương pháp này đã được bệnh viện áp dụng từ năm 2022, đến nay thì đã điều trị thành công cho hơn 50 trường hợp bệnh nhân. Cái đội ngũ y bác sĩ chuyên về cái glaucom trẻ em này đã được huấn luyện rất là lâu rồi, khoảng 15 năm rồi, và trẻ phục hồi rất là nhanh, theo dõi tức là sau hậu mổ rất là dễ dàng. Và tỷ lệ tái phát nó sẽ ít hơn so với những cái phương pháp khác. Và khi mà đã tái phát rồi thì chúng ta sẽ làm lại được. Và tại vì phẫu thuật ít xâm lấn mô, không có tổn thương quá nhiều, mình sẽ lặp lại được lần thứ hai, thậm chí có thể lần thứ ba. Và nếu mà không kết quả thì chúng ta chuyển ra một phương pháp mà xâm lấn hơn. Không chỉ có kết quả điều trị tốt, phương pháp mới còn giúp người bệnh tiết kiệm chi phí khoảng 5 lần so với trước. Với những kết quả ấy, phương pháp này đã được vinh danh là một trong những thành tựu y khoa Việt Nam lần thứ tư năm 2023. Hiện Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục hoàn thiện phương pháp trên với quy mô rõ ràng, cụ thể hơn, để từ đó có thể huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều đơn vị khác, giúp việc điều trị người bệnh không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn trên cả nước.